Do diễn biến bất lợi của thời tiết, nắng nóng kéo dài, tình trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp. Quảng Ngãi đang cần một nguồn kinh phí lớn để thực hiện các giải pháp phục hồi rừng sau cháy, nắng hạn. Tính đến hết tháng 10 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 62 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị cháy là 211 hecta và 2 người chết. Nắng hạn cũng đã làm thiệt hại 1.309 hecta rừng ở các địa phương trong tỉnh cơ quan chức năng của Quảng Ngãi đã đưa ra phương án khôi phục diện tích rừng bị cháy, trồng rừng mới với diện tích gần 73 ha, trồng rừng bổ sung hơn 88,9 ha. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2020, dự kiến tổng kinh phí cần để hỗ trợ cho các chủ rừng bị thiệt hại do thiên tai lên đến hơn 17 tỷ đồng.